Quý vị và các bạn thân mến, Clementi cầu que đang có mặt tại góc đường Võ Thị Sáu và bạc huyện Thanh Quan, và rất là tình cờ luôn, mình đang trên đường mình đi ra Lý Thường Kiệt để mình quay, rất là tình cờ luôn, mình trên đường ra Lý Thường Kiệt để mình quay một cái đề tài Tết, đề thư pháp. Thì trên đường đi Võ Thị Sáu mình thấy có cái chú mặc bộ áo đồ đỏ nhảy múa, lập tức là mình kêu xe dừng lại để mình chạy ra mình quay, bởi vì mình thấy cũng có rất nhiều fan hâm mộ là cũng muốn biết về câu chuyện của chú này, và muốn là Clement đến đây trực tiếp để gặp chú. Và mình không bỏ lỡ cơ hội, thôi mình delay lại cái chút xíu, mình chạy qua mình gặp nha. Rồi. À đây rồi. Quý vị các bạn thân mến, đây mình đang đứng ở chỗ cái xe của chú, hôm nay mình thấy chú đứng. Dạ chào anh. Anh đâu biết em hả? Dạ không biết. Dạ tình cờ đi ngang thấy anh đứng đây, anh nhảy múa vui quá. Ủa anh bán cái gì ở đây vậy? Thưa anh, là nói chung là vì cuộc sống khó khăn quá cho nên là coi như tôi biết rồi, Sài Gòn là từ năm 2005 cho đến nay đó là thành cờ coi như mua gánh bánh bưng đó, rồi là tạo dựng cho con cái đang học đã trở thành một người con ngon của đất nước quê hương. Anh ở miền Trung phải không anh? Dạ em ở miền Trung. Quê anh ở đâu ạ? Dạ thôn Tân Lập, xã Nhân Lộc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạ. Xin lỗi anh tên gì ạ? Dạ tôi tên là Nguyễn Quang Chánh, sinh năm 1972. Chú Quang Chánh sinh năm 1972. Mà mọi người thấy không, sự lam lũ của chú làm cho chú thấy có vẻ là nói chú nhưng mà nhỏ tuổi hơn mình. Mình năm nay sinh năm 69. Vậy là anh Chánh là nhỏ tuổi hơn cả Clement nữa nha mọi người. Nhưng mà thật sự là thời gian gần đây là thấy rất là nhiều hình ảnh quanh ở trên cộng đồng mạng, nhưng mà tức là mình lý do anh cho biết là lý do tại sao, để em cầm nha. Lý do tại sao mà anh bán hàng nhưng mà anh cứ phải nhảy rồi anh. Tức là thưa anh, chỉ còn một ít nữa là chúng ta bắt đầu đón chào một mùa xuân mới, một mùa xuân 2019, một mùa xuân tươi đẹp. Có nghĩa là tôi mang hình ảnh này là coi như một, thứ nhất là vinh quang của tổ quốc quê hương và mang lại sự giàu đẹp cho quê hương đất nước, và đem đến cho tuổi những đàn trẻ thơ đi học công tranh khách đến trường được chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới, một mùa xuân tươi đẹp của quê hương đất nước chúng ta. Nhưng mà anh là chính vì vậy cho nên là anh mặc cái đó là tạo màu cờ tổ quốc, màu quê hương, màu tươi đẹp, màu xanh và màu đỏ của quê hương đất nước được tươi đẹp. Mà quý vị các bạn ơi, anh đứng giờ này là anh nghĩ là 9:30 sáng đó, mà nắng gắt lắm, cái áo anh ướt đẫm luôn, mệt lắm nha mọi người. Thành ra là nhưng mà anh làm như vậy chung mục đích là anh bán hàng thôi phải không? Có nghĩa là thưa anh, là thứ nhất là tạo cho mùa xuân thêm tươi đẹp, thứ hai là tăng thêm phần dòng ngó của thiên hạ, thứ ba là mua bán kiếm đồng về nuôi con chứ cũng phải lợi dụng gì hết. Anh nghĩ sao là vừa rồi em thấy cũng có một số bạn hơi là cực đoan, xong rồi nói này cũng có nói một số ý kiến này kia. Thì cái này cũng Clement cũng nói thật với mọi người là mình cảm thấy ủa anh bán hàng chứ anh đâu có đi xin đâu. Nào mà ví dụ anh làm những cái trò này trò kia chủ yếu là để xin tiền thì cái đó mình mới lên án, còn cái này người ta giống như là ngày xưa có cái Sơn Đông Mãi Võ gì, người ta làm tất cả mọi thứ để mua vui cho thiên hạ và cuối cùng để đến mua hàng bán thuốc hết. Thì cái việc của anh Quang Chánh thì mình nghĩ cũng đâu có gì để đáng lên án đúng không quý vị các bạn. Mà mình đi ngang chỗ này thấy nó rất là vui, anh đứng anh cay nhảy muốn sung sướng gì đâu, nhưng mà vì mục đích là mình bán hàng và mình làm sao để mang đến cho mọi người thêm cái niềm vui hết, phải không anh? Anh ơi, có nhiều người chỉ nhận là tất cả có nước ngoài qua có cái cô Mạnh Quỳnh ở Canada gửi cho tôi được 30 triệu, những người ở trong xóm nhà trọ người ta đồn, người ta nói là coi như người ta đi xin, người ta cho tiền nhiều quá. Người ta coi như bình luận nhảy, người ta coi như phản ánh dữ lắm. Chính là tôi đây là thật sự ra tôi làm đây là làm là cái màu mang cái màu vui cho đất nước, mà mang đến cho những bạn trẻ yêu thương, người ta thấy những hình ảnh này là người ta mới mua, chứ không phải là gọi là tôi đi xin, nhưng mà nhiều người dư luận tôi là tôi đi xin tiền cho nên là hôm nay thì Clement đang có mặt ở đây và mình xác nhận với mọi người luôn là anh Chánh làm cái việc này là để bán hàng. Còn mọi người yêu thương yêu hoặc là động lòng trắc ẩn cho anh ấy một ít quà hay một ít tiền giúp đỡ thêm thì cái chuyện đó là cái chuyện của mọi người, và anh ấy
nhận cái tình đó là tình cảm, chứ không phải là, nói tóm là không phải làm những cái thứ này để mục đích để xin tiền. Và mình nghĩ rằng ở một cái góc độ nào đó, cái lòng tự trọng của con người, ảnh không có làm việc đấy. Nhưng bây giờ chẳng lẽ giờ có người nào đó quý cho thì mình nhận thôi, chứ đâu có gì đâu, phải không anh? Dạ, những người đã mang đến làm món quà cho tôi là rất thân động. Tôi thay mặt gia đình xin đến ba Tránh là xin cảm ơn và nhiệt tình là chúc tất cả những nhà tốt bụng, những người từng quân, tất cả nhất là các bạn trẻ của quê hương đất nước chúng ta có một cái Tết yên lành, yên vui và hạnh phúc. Dạ. Anh ơi cho em hỏi con anh có mấy cháu ạ? Có nghĩa là hai vợ chồng tôi là Nguyễn Văn Trắng, vợ là Nguyễn Thị Nghĩa. Sinh là đứa đầu tiên là Nguyễn Thị Hồng Hiếu, đang theo học đại học năm 3 ở thành phố Quy Nhơn. Dạ. Rồi đứa thứ hai là Nguyễn Tấn Tài, đang theo học trường Lưu Quý Đôn. Dạ. số 2 Nguyễn Hội thành phố Quy Nhơn. Dạ. Còn đứa là Nguyễn Tấn Năng, đang theo học lớp 6. Là thứ ba cháu lận. Dạ. Vì hoàn cảnh khó khăn quá cho nên là coi như là không có đủ tiền ở quê, làm ruộng tính ra là không đủ nuôi cho cháu. Dạ. Chính vậy tôi để bỏ xứ vào đây để lăn lộn và tìm đến cuộc sống để cho con mình nó tạo nên một cái trí óc và để nó có cái công chuyện coi như là sáng tác. Dạ. Và để cho đất nước chúng ta được thêm vui vẻ. Dạ. Nhưng mà một ngày bánh trái gì anh bán ngày trung bình là khoảng được bao nhiêu tiền anh? Dạ thưa anh, như thế này là thưa anh làm sao nói được, ví dụ như bán thì có ngày được cái đây. Dạ. Gọi là cá cắm câu thì bữa nào tôi câu được nhiều thì ấy cho nó chính gì đó. Dạ. Là không có nói được. Dạ. Dạ. Nói chung là làm cái nghề này giống như là đi câu cá thôi. Đúng bữa rồi. Nào có cá thì nó nhiều một chút mà bữa nào không có cá. Dạ. Nhưng mà bữa nào mà là nó coi như nó bèo bọt nhất là chắc là ít lắm anh. À, 30 thì... anh kiếm được khoảng bao nhiêu? Dạ, thì coi như cỡ này là kiếm vài trăm thì coi như trăm này đủ ấy thì thôi bây giờ là thưa anh là không nói được là coi như cái đó là vân vân. Tại vì cái vụ này là đâu phải là coi như nhân viên nhà nước hay là việc nhà nước nó có định được là một tháng có bao nhiêu cái chân rầu. Dạ, đây gọi là đi học bền, câu ngày nào được ăn nhiều thì mới nhiều. Dạ. Còn ngày nào không có. Ủa, thì chắc cần câu trên giờ không. Dạ. Em thấy anh bán gì đó. Dạ. Mấy cái bánh với lại bắp. Dạ, đồ. Dạ. Anh lấy ở đâu anh? Dạ, tức là em lấy là mỗi cái thứ này là tất cả ở miền Tây người ta đưa lên trên đây. Dạ. trên chợ lớn được đưa lại cho tôi. Chính vì thế là coi như là vì coi như cuộc sống đến điều hòa ghế tôi lăn lội coi như cố gắng tìm mọi cách là đỡ tìm có được tiền mà nuôi con chứ không. Dạ. Có gì hết. Anh ngày sáng anh bắt đầu đi bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Bắt đầu là thưa anh như thế này. Sáng là bắt đầu là 8 giờ là tôi có mặt tại Bò Thị Chấu. Bắt đầu là coi như trưa là khoảng 10 giờ 11 giờ. Dạ. Là tôi qua cách mạng tháng 8. Rồi cho đến chiều là coi như là tôi mấy giờ là Hồ Diệu quận 4. Dạ. Nhưng mà thưa anh là cuộc sống này là do mấy anh công an anh khó chịu quá. Thì theo phụ thuộc mấy anh công an. Mấy công an mà đuối là tôi đi. Dạ cho nên là coi như nói thưa anh là không có thể là định được dỗ được do. Dạ. Mấy anh công an á. Dạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc làm của mấy anh công an đó là đúng. Việc làm là đúng quy định. Dạ, của nhà đúng nước rồi. Tôi chấp hành theo, tôi biết. Nhưng mà vì khổ quá cho nên là tôi mới trốn anh. Chứ. Dạ. Còn tôi cũng biết là việc làm này là trái sai trước pháp luật của nhà nước. Không, thật. Dạ. Ra là mưu sinh mà đôi lúc. Dạ. Là đúng là cái quy định này vẫn là quy định nhưng mà mưu sinh thì cũng bằng cách này cách khác. Dạ, dạ. Rồi anh chắc em mua cái gì không? Em ủng hộ anh nha. Dạ, anh rất chân thành cảm ơn. Chắc anh làm anh một cái bịch bắp rang gì là anh bán nhiêu đây anh? Dạ thưa anh là như thế này nè, ví dụ như anh có mua 20 quả thì em cũng cảm ơn, mà có trả đại 15 thì em cũng bán luôn. Tại vì là cái buôn bán mà anh. Nhưng mà một bịch này anh bán nhiêu quá? Dạ 20 anh à. Rồi vậy em lấy anh bịch nha. Dạ. Rồi lấy anh bịch bánh nữa nha. Dạ. Bánh. Dạ. Này nhiêu anh? Dạ 20 luôn anh à. 20 luôn. Dạ. Dạ rồi em gửi với anh nha. Rồi anh hiểu luôn rồi. Ok. Dạ đây, dạ, dạ anh ngồi thôi. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi. Rất cảm ơn những nhà tốt bụng đã ủng hộ cho bánh ăn. Ba Tránh rất là cảm ơn và gửi lời cầu chúc mừng. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là coi như là cho xã hội được thêm vui tươi đẹp trong mùa xuân mới, mùa xuân 2019, mùa xuân tốt đẹp của quê hương đất nước chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, mình một trong những diễn viên huyền thoại mà đối với mình, thần tượng đối với mình là anh Châu Nhuận Phát. Cho nên lý do mà mình thấy anh Quang Chánh, mọi người nhìn thấy anh Quang Chánh rất là giống Châu Nhuận Phát, cái nụ cười cho tới cái nụ cười luôn, cái gương mặt rất là giống, rất là phúc hậu và rất là hài hước. Cho nên là mình nghĩ thôi thì đâu đó trong cuộc sống của chúng ta, Sài Gòn hoa lệ mà một số bạn nói là hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Nói chung là không phải vậy đâu, nhưng mà chúng ta rất cần những cái hình ảnh như thế này, những con người sống lạc quan, truyền cái ngọn lửa lạc quan đến với tất cả mọi người nha. Coleman hôm nay là đã có một cái duyên gặp anh ở đây và trò chuyện với anh. Thôi thì bây giờ thì chắc có lẽ mình phải xin chào tạm biệt, nhưng mà trước khi xin chào tạm biệt để mình đứng mình canh canh lát coi anh nhảy như thế nào.
để về mình cũng bắt trước, tại vì mình thấy anh nhảy vậy chắc có khi bụng cũng xuống á. À, dạ thưa anh, như thế này nè, cái vụ này, cái những cái tất cả những cái điều nhảy này là thưa anh là nghèo khổ mà đâu có thời gian nào học hỏi. Dạ. Nhưng mà thứ nhất là tôi rất cảm ơn những anh cạc anh coi như là thứ nhất là anh Tân Hằng. Dạ. Và thứ hai là Đàm Vĩnh Hưng. Dạ. Tất cả mấy anh nhảy ở trên cái sân khấu tôi thấy tôi nhảy theo. Dạ. Chứ không có học hành gì tôi cũng không biết hết. Đúng, là nhưng mà dạ. anh nhớ điệu nhảy quanh của Trấn Thịnh là Vĩnh Hưng. Dạ 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 anh thấy. Tổng hợp thành điệu nhảy quanh. Dạ dạ thưa anh. Dạ. Rất cảm ơn những anh đó. Dạ thôi chắc anh làm một vài điệu xong em nhảy theo anh luôn cho vui à. Dạ dạ. Xong chào khán giả ha. Dạ dạ, dạ. Rồi anh cứ tự nhiên nha. Xin chào. Không có mở máy nữa. Dạ dạ dạ. Đó lên ra rộng rồi. Chạy lên. Tết là Tết. Con lâm em là hơi bị kết đôi giày của ảnh rồi nha. Mình mà không bị xí cà que là mình nhảy chung với ảnh nữa. Anh lưỡi lưỡi vô luôn. Là Tết. Coi chừng Coleman nhảy vô cái anh ta bán không được luôn mà chết tôi luôn á. Thôi để tôi núp răng bên đi. Xin chào tất cả các bạn. Nhưng hôm nay cũng ít bữa nữa chúng ta đón chào một mùa xuân mới 2019 á. Là tôi thay mặt cho tất cả các bạn trẻ ở đây là cũng cầu chúc cho các bạn một năm mới an lành, an vui, hạnh phúc. Thế rồi quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì một lần nữa cảm ơn anh Quang Chánh. Nói chung là tất cả thì mọi cái này là duyên. Mình cũng tính đi gặp ảnh mấy lần rồi nhưng mà cuối cùng là chưa kịp đi gặp. Thì tình cờ tôi đi ngang trên đường này để chuẩn bị đi quay đề tài Tết thì thấy anh Quang Chánh ở đây. Và thật sự đây là một trong những cái phần văn hóa Tết, cuộc sống của Tết của người Việt mình, đúng không? Đây nhìn cái chiếc áo của anh, cái nón của anh, còn mọi người nói gì thì nói. Với Colorman mình thấy cuộc sống như vậy là vui vẻ. Và mong rằng mọi người có đi đâu có gặp anh thì ủng hộ anh nha để... Tất cả mọi người chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Nhiều nhà, hạnh phúc đến mọi nhà. Cầu mong niềm vui sẽ cho nhân gian nụ cười. Trẻ em còn mẹ mới đang ngồi tết vui, lòng hoan trong đêm đang gói bánh trưng.